lần đầu tiên diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong một không gian rất là mở như thế này. Hội báo toàn quốc năm 2024 quy tụ tới hơn 600 cơ quan báo chí tham dự. Đây thực sự là một ngày hội của những người làm báo và cũng mang đến rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều thông tin cho các khán giả, cho những người tham quan. Gian hàng của Đài Truyền hình Việt Nam mang đến nhiều thông tin mới. Lần đầu tiên 5 hãng sản xuất TV lớn như là Sony hay LG đã tích hợp VTV Go, ứng dụng truyền hình số quốc gia lên thiết bị điều khiển từ xa. Bạn cũng có thể tập làm MC truyền hình với trường quay ngoài trời được thiết lập ngay tại gian hàng. Tại khu vực của Thông tấn xã Việt Nam, khán giả có thể trải nghiệm camera 360 độ. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì mang đến nhiều công nghệ hiện đại như là kính thực tế ảo, robot có thể tương tác với khán giả, vân vân. 112 gian hàng của các cơ quan báo chí tham dự Hội báo toàn quốc 2024 là hàng trăm trải nghiệm mới mẻ với người tham dự. Không những cập nhật những công nghệ, ứng dụng, phương thức tác nghiệp báo chí hiện đại, còn cho khán giả thấy rõ hậu trường nghề báo, cung cấp nhiều kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, giúp khán giả, độc giả hiểu thêm và gần gũi hơn với những người làm báo. Khán giả cũng có thể tham gia nhiều trò chơi để nhận thưởng ở các gian hàng như tập làm MC truyền hình, chụp ảnh ngay tại hội báo để tham dự các cuộc thi ảnh, thi tìm hiểu về lịch sử báo chí, vân vân. Hội báo toàn quốc năm 2024 sẽ mở cửa miễn phí phục vụ công chúng Thành phố Hồ Chí Minh từ 8 giờ đến tận 24 giờ hàng ngày, từ hôm nay đến hết ngày 17 tháng 3.